chào tất cả mọi người, mình tên là An Candy. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc Hà Nội. Chức vụ của mình hiện tại là nữ hoàng nhà phân phối kim cương của tập đoàn Nova Group. Hôm nay thì mình rất là năng lượng và mình rất là nhiều lửa khi có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Thì có rất là nhiều câu chuyện mình muốn chia sẻ, nhưng mà chị mình chỉ muốn nói một câu chuyện từ cuộc đời mình để cho mọi người có thể rút ra và mọi người có được những cái quyết định đúng đắn và những chia quỹ thời gian ra một cách hợp lý nhất. Chưa nói đỡ quá anh. Thôi bây giờ cứ vỗ tay đi cho nó đỡ cảm xúc nhỉ. Ok, cảm ơn các anh chị. Mình nghĩ rằng như thế này, người đã là người phụ nữ ấy, thì ai cũng có lý do riêng, ai cũng có một cái ngôi nhà riêng, gia đình riêng, cũng là người chăm sóc gia đình, cũng có con và cũng phải đi kiếm tiền, cũng phải có đi lo kinh tế. Nhưng mà tất cả mọi người đều biện lý do là do con tôi nhỏ, do chồng tôi là không cho, hay do gia đình chồng thì ngăn cản, hoặc là do tôi chưa có kinh tế, đúng không ạ? Tất cả mọi người khi bước đến một cái vấn đề nào đó thì mọi người đều là những cái lý do như vậy. Thì tôi nghĩ rằng những cái lý do đấy chưa đủ lớn để các bạn không thể bước qua nó. Đó chính là không phải là rào cản để các bạn bước được, không thể bước được qua nó, đúng không ạ? Thì tôi cũng vậy. Tôi muốn kể câu chuyện của tôi để cho mọi người cùng có thể là xem, có thể xem và rút ra là một bài học cho các bạn cũng được, và bạn có không rút ra bài học cho các bạn thì các bạn có thể lắng nghe và chia sẻ cùng tôi. Thường thường thì như chủ tịch thường nói thì sáng ngủ dậy thì các bạn thường làm gì, đúng không ạ? Thì ai cũng là người đầu tiên nói là cầm chiếc điện thoại lên đầu tiên, đúng không ạ? Nhưng với tôi thì tôi không cầm nó, bởi vì một ngày tôi phải hoạt động đến chiếc điện thoại là hầu hết là thời gian của tôi. Vậy nên là khi ngủ dậy là tôi chỉ tắt chuông đồng hồ và tôi để chiếc điện thoại vào trong túi sách của mình. Tôi đi đánh răng, tôi đi uống nước ấm và tôi đi lại cho cảm thấy tinh thần tôi sảng khoái. Sau đó thì tôi 7 giờ sáng là tôi ra cửa hàng. Tôi cũng có con 18 tháng, tôi cũng có gia đình, tôi cũng phải chăm gia đình. Hơn nữa tôi còn có cửa hàng, tôi có nhân viên và tôi có cả hệ thống cơ các bạn ạ. Nhưng tôi chưa bao giờ tôi than, chưa bao giờ tôi giảm năng lượng, và đặc biệt hơn nữa chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc đời tôi chán nản. Tôi luôn năng lượng, tôi luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Vậy nên có nhiều người nói tôi như này: tôi ước gì tôi được nói hay như An Candy trên live stream, hay tôi ước gì tôi được xinh xắn như cô ấy, ước gì tôi học dược để tôi có được cái bàn đạp để tôi có thể là có nhiều kinh nghiệm. Không các bạn ạ, ngày trước ấy, khi tôi được khuôn hình mặt mũi tôi như thế này thì trước kia tôi rất là xấu. Tôi xấu đến nỗi tôi tự ti về bản thân mình rất là nhiều. Tôi đen, tôi gầy, tôi xấu đến mức độ tôi còn nhìn bản thân của tôi còn không dám nhận ra là tôi đó. Và tôi đã nỗ lực, tôi bước qua đó, tôi chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Tiếp theo nữa, mọi người cũng nghĩ là ngành dược, tôi học ngành dược, công nhận đó là ngành cao quý, nhưng không phải vì nó mà các bạn lại ỷ lại là tôi có ngành dược là tôi bán được hàng, đúng không ạ? Tôi nỗ lực bằng bản thân mình. Ngành dược nó chỉ bán được thuốc thôi, còn mỹ phẩm các bạn phải nỗ lực chứ. Các bạn phải đi học, các bạn phải trau dồi kiến thức. Các bạn toàn có những lý do để các bạn không thể là bước qua được những lý do đấy thôi, đúng không ạ? Tôi cũng thế. Tôi có nhân viên, hàng ngày 7 giờ sáng tôi phải đi làm, tôi vẫn đi làm các bạn nhá. Tôi vẫn đi làm tại cửa hàng, tôi bán thuốc bình thường, vẫn làm bình thường. Ra cửa hàng tôi check tin nhắn. Đến nỗi cô Cúc, mẹ của chủ tịch ấy, bảo tôi là tại sao cháu không thuê nhân viên để check tin nhắn cho cháu hay đóng hàng cho cháu. Thì tôi có bảo cô này, cháu vẫn, những vấn đề này cháu vẫn làm được, tức là cháu vẫn có trong cái khả năng của cháu, cháu vẫn có thể ke được công việc của cháu, cháu không có đến mức là cháu không làm được, và cháu vẫn phải cố gắng hàng ngày. Thế nên là buổi sáng ngày ra thì tôi vẫn ra cửa hàng bán hàng bình thường các bạn ạ, vẫn tư vấn khách bình thường. Sau đó tôi vẫn phải check tin nhắn, tư vấn cho những khách hàng nhắn tin cho tôi, rồi thì hệ thống của tôi. Sau đó thì tôi phải làm đơn. Làm đơn không phải làm đơn như các bạn là làm đơn mỗi gửi bưu điện đâu các bạn ạ. Tôi phải làm đơn đi gửi tỉnh, gửi xe ấy, xe khách ấy, làm rất là nhiều đơn. Sau đó tôi gửi đơn nội thành và đơn bưu điện, một mình tôi làm hết. Không có một cái gì cả khó khăn cả. Tôi làm đơn xong, tôi phải làm vận đơn xong thì tôi phải đóng hàng các kiểu. Tôi làm qua thời gian trưa luôn. Tôi không cho là cho phép tôi ngủ trưa. Không phải là vì tôi tham việc các bạn ạ. Tại vì tôi có đủ sức khỏe làm điều đấy. Tôi thường xuyên uống những sản phẩm thực phẩm chức năng để cung cấp vitamin của cơ thể, có thể làm cho cơ thể thôi, có thể là hài hòa và làm được những điều đó. Mọi người nghĩ tôi tham đúng không?
10 giờ tối hôm nào tôi rảnh là tôi vào, tôi live stream, tôi hướng dẫn mọi người. Tôi nói không nhiều khi không hướng dẫn đâu, nhiều chỉ là chỉ để nói chuyện thôi, để lấy năng lượng cho mọi người thôi, để mọi người có động lực thôi. Nhiều người bảo tôi như thế này, chỉ cần nói chuyện với An đã cảm thấy năng lượng rồi. Và 10 người thì 9 người nói như vậy. Tại vì sao? Tại vì tôi khi mà nói chuyện với tôi cảm thấy tôi đã thấy là năng lượng. Bởi vì sao? Tôi không bao giờ kêu chán nản. Tôi hài lòng cuộc sống mình và tôi có nỗ lực với cuộc sống của mình. Nhiều khi thật sự luôn, chia sẻ thật luôn, Vân Anh còn cười. Nhiều khi chồng tôi còn đợi tôi 10 giờ, chồng vợ ơi, thôi vợ vào lốt với hệ thống đã, sau làm gì thì làm. Các bạn ạ, nhiều khi cảm xúc ấy, làm sao đợi được mình đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi mình phải làm như thế. Nhiều khi buồn lắm các bạn ạ. Bao giờ người ta cũng bảo là người thành công bao giờ cũng đi cùng với sự cô đơn. Đúng thế thật các bạn ạ. Chồng tôi hy sinh cho tôi rất là nhiều. Nhiều khi anh ấy làm xây dựng, nhưng mà nhiều khi tôi thấy tôi live stream, anh ấy cũng chia sẻ với tôi là sau buổi live stream anh chia sẻ cái này vợ nói chưa được, hoặc là vợ nói hệ thống này chưa được, vợ còn phải là sửa đi. Tôi rất là lắng nghe chồng tôi tôn trọng vô cùng. Bởi vì sao? Tôi chưa bao giờ nói lời biết ơn với anh ấy. Hôm nay khi mà anh Cương nói về tôi nghĩ cảm thấy đau vô cùng luôn. Tôi có được ngày hôm nay là chồng tôi nhờ chồng tôi rất là nhiều. Từ cửa hàng của tôi đến Hà Nội một mình tôi. Các bạn ơi, các bạn nghĩ là tôi có kinh tế đúng không ạ? Nghĩ tôi trước khi như này là tôi có kinh tế, tôi xuất thân từ nhà thế này, nhà thế kia đúng không ạ? Không các bạn ạ. Tôi lên Hà Nội, tôi cũng là con bé nhà quê, lên Hà Nội một thân một mình, phải kinh doanh, phải kiếm tiền. Trước khi lên học dược, tôi cũng đi làm thuê. Tôi đi bán thuốc thuê các bạn ạ. Tôi bán thuốc thuê tháng 3-4 triệu rồi các bạn ạ. Nhưng mà tôi vẫn phải làm để lấy kinh nghiệm. Tôi năm nay 27 tuổi, nhưng 9 năm kinh nghiệm trong nghề rất là nhiều đúng không ạ? Tôi rất là tự tin điều đó và tôi có bằng đại học dược. Tôi luôn luôn tự tin về đó vì tôi cố gắng nỗ lực. Tôi không thông minh các bạn ạ, tôi cũng không giỏi, nhưng tôi nỗ lực ở bản thân mình. Tôi có cái sự cố gắng và quyết tâm ở bản thân mình. Vậy nên là tôi làm được các bạn ạ. Cái buổi đào tạo lần đầu tiên của chủ tịch tại Hà Nội thì có bạn của chủ tịch là em Linh gọi tôi lên phát biểu và gọi tôi lên là nói doanh số đúng không ạ? Có ai đi không với ông đấy không ạ? Thì tôi bảo là doanh số của tôi lúc đấy là 70 triệu đến 100 triệu một tháng. Thì cả giám phòng đã ồ lên rồi. Tôi nghĩ là với mức cái doanh thu đấy thì cũng khá là, nếu mà so với trung bình thì cũng khá là cao đúng không ạ? Nhưng mà tôi lại có một cái phát biểu là lúc đó tôi chưa có mục tiêu. Chưa có mục tiêu gì về với công việc của tôi cả. Chưa có cái gì định hướng rõ ràng cả. Tôi chỉ làm theo cảm xúc của tôi thôi. Nhưng sau buổi đào tạo đến về, tôi tăng lên x rất là nhiều lần, số tiền lên rất là nhiều lần. Bởi vì sau cái buổi đào tạo về tôi năng lượng hơn. Tôi có những cái con đường đi, mục tiêu của tôi rõ ràng luôn. Doanh số của tôi tăng vùn vùn luôn. Thế nên tôi mới bảo hệ thống tôi là các bạn đi đi, tôi bao các bạn 100%, kể tiền áo thì biết tôi bao hết. Để làm gì? Để các bạn thay đổi và đột phá. Tôi hy sinh cho các bạn để các bạn đến. Tại vì tôi từ những cái buổi này để tôi đột phá lên, tôi thay đổi rất nhiều. Trước kia tôi cũng nghĩ đi làm cái gì, đi đến đấy chơi nhảy múa mệt hết cả người, ở nhà một ngày tôi cày được bao nhiêu tiền đúng không? Có ai nghĩ thế không? Rất là nhiều người đúng không ạ? Trước kia tôi cũng vậy, nhưng mà khi đi về rồi tôi cảm thấy con người tôi năng lượng hơn, con người tôi có một cái sự gọi là lửa trong người nó bùng cháy hơn và tôi muốn làm những công việc của tôi hơn. Tôi đã có những mục tiêu trong ngày, mục tiêu trong tháng và tôi làm được. Đấy là tôi muốn nói với các bạn điều đấy. Và hôm nay ngay tại đây thì tôi cũng chỉ muốn nói với tất cả mọi người là có rất nhiều người, cả đồng đội của tôi, cả mọi người, cả những cái đồng nghiệp của tôi, thì tôi nghĩ là mọi người hãy có một cái định hướng rõ ràng đi, thay đổi cái tư duy đi, đừng có làm một người cũ nữa, hãy lột xác đi, hãy tẩy não đi, thay đổi cái tư duy mới đi. Mà thường xuyên mà nghe tôi nói trên những livestream đấy là thay đổi tư duy đi, đừng có nghĩ là nhà nào cũng được, ở được là được, xấu cũng được, đẹp cũng được, xe nào đi cũng được, xe xấu cũng được, xe đẹp, đừng như thế. Các bạn phải có một mục tiêu rõ ràng, các bạn phải có một cái lý do rõ ràng để các bạn sống thì các bạn mới có ý nghĩa. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của tôi bây giờ vì tôi đã cố gắng hết mình, nhiều khi thực sự là cũng cảm thấy là mình tham quá, muốn được nhiều quá, nhưng mà không các bạn ạ, muốn là được, chỉ cần các bạn nghĩ trong đầu thì sẽ có trong tay. Mọi cái ước mơ phải có nghĩ trong đầu, chứ không nghĩ thì không thành được ước mơ các bạn ạ. Nếu không nghĩ thì không bao giờ có được hiện thực đâu. Vậy nên rằng tôi khuyên các bạn là
hãy có những tư duy mới nha. Thay đổi tư duy từ ngày hôm nay đi. Ngày hôm nay về học tập được nhiều như vậy, có nhiều năng lượng như vậy, thì các bạn hãy thực hành đi. Chỉ có thực hành thì mới làm được thôi. Đừng có ỷ lại là con tớ nhỏ, đừng có ỷ lại là tớ phải làm nhà nước, hay đừng có ỷ lại là chồng tớ không cho. Tại sao mọi người không có thể là khẳng định bản thân mình đi? Chồng tôi trước kia, thật sự tôi chia sẻ là trước tôi kinh doanh truyền thống, tôi cũng kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi là người tiêu tiền rất giỏi, không giữ được nhiều. Đến nỗi là chồng tôi bảo như thế này: sao chồng thấy vợ làm nhiều thế mà chẳng có tiền đâu. Thật sự như thế. Nhưng người chồng đâu biết rằng mình phải chi phí 100 thứ không tên. Chồng mình chỉ đi làm về đưa lương cho mình thôi. Còn người phụ nữ là người chi tiêu, phải chi tiêu mọi thứ, điện nước, nhà cửa, nhân viên, mọi thứ. Chồng có biết đâu, nhưng mà mình cũng tiêu giỏi thật. Thế rồi thì tôi đã thay đổi và nỗ lực bản thân mình. Và đến ngày hôm tôi đập lợn cho các bạn cũng thấy đấy, tôi nuôi mấy tháng rất là nhiều tiền, thì chồng tôi mới bảo tôi như này: sao vợ giỏi thế. Vì chồng tôi cũng không biết có số tiền đấy, cũng không biết là có được cái khoản riêng như thế. Chồng tôi mới bảo sao vợ giỏi thế. Thì tôi lúc đấy tôi cảm thấy rất là tự hào về bản thân, cảm thấy là những mọi cái nỗ lực của tôi bỏ ra thì rất là xứng đáng.